chào các bạn học sinh lớp 9. Hôm nay mặc dù các em đã thi rồi nhưng cô vẫn tiến hành quay cái clip bài 40 ôn tập phần di truyền và biến dị để giúp chúng ta củng cố hơn ở phần này. Bạn nào không hiểu chỗ nào thì chúng ta cũng có thể xem lại một cách kỹ càng hơn, bởi vì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta lên cấp 3, cho nên cô vẫn quay video này. Phần 1 đó là giúp chúng ta hệ thống hóa kiến thức. Thì một nhỏ đó là hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.1. Thì cô tiến hành in cái bảng này ra để chúng ta thấy rõ này. Các cái quy luật mà chúng ta đã học là có quy luật phân ly này, quy luật phân ly độc lập này, quy luật di truyền liên kết này, và quy luật di truyền giới tính. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ tính nội dung của nó này. Quy luật phân ly là do sự phân ly của cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền. Về giải thích là vì sao? Vì các cái nhân tố di truyền này nó không có hòa trộn vào nhau, cho nên phân ly và tổ hợp các cặp gen tương ứng. Về ý nghĩa là giúp chúng ta xác định được tính trạng trội, thường là những tính trạng tốt. Về quy luật phân ly độc lập thì nội dung của nó đó là sự phân ly độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử. Vì ở đây chúng ta thấy là F2 nó có tỷ lệ kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Về ý nghĩa là tạo nên các cái biến dị tổ hợp. Về cái quy luật di truyền liên kết thì nội dung của nó là các cái nhóm gen liên kết quy định được di truyền cùng với nhau. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể giải thích cái quy luật này là do các cái gen liên kết thì nó cùng phân ly với nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, cho nên là nó liên kết với nhau. Về ý nghĩa là tạo sự di truyền ổn định của cả một nhóm tính trạng, và thông thường là người ta đây là những cái tính trạng tốt thì nó sẽ đi liền với nhau. Tiếp theo đó là quy luật di truyền giới tính. Thì về nội dung của nó là ở các loài giao phối thì tỷ lệ đực cái luôn luôn xấp xỉ là 1:1. Chúng ta có thể giải thích điều này vì sao? Vì trong quá trình phân ly và tổ hợp thì các cặp nhiễm sắc thể giới tính sẽ bằng 1/2 tế bào của mẹ. Ý nghĩa là nó điều chỉnh được cái tỷ lệ đực cái luôn ổn định ở trong quần thể. Rồi chúng ta sang một cái nội dung nữa cũng rất là quan trọng, đó là những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kỳ trong nguyên phân và giảm phân. Thì ở đây là nguyên phân, giảm phân thì chúng ta thấy nó chia làm hai, đó là giảm phân 1 và giảm phân 2. Thì ở kỳ đầu á thì đối với nguyên phân là các nhiễm sắc thể kép co ngắn, đóng xoắn và dính vào sợi tơ của thoi phân bào. Ở giảm phân 1 là nhiễm sắc thể kép co ngắn, đóng xoắn, cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng sẽ tiếp hợp theo chiều dọc và có thể là bắt chéo, sau đó thì chúng thả nhau ra. Nhiễm sắc thể ở giảm phân 2 đó là nó co lại, thấy rõ được số lượng nhiễm sắc thể kép, nhưng mà lúc này chúng ta thấy nó là bộ đơn bội vì nó đã phân ly trong quá trình giảm phân 1. Ở kỳ giữa thì các nhiễm sắc thể kép co ngắn cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Ở giảm phân 1 là từng cặp nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Còn ở giảm phân 2 thì các nhiễm sắc thể kép trạng thái đơn này xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Chúng ta thấy cái phần nguyên phân nó hơi giống với cái phần giảm phân 2 đó các em. Về kỳ sau của nguyên phân thì từng nhiễm sắc thể kép chỉ dọc ở tâm động thành hai nhiễm sắc thể đơn và phân ly về hai cực của tế bào. Ở giảm phân 1 thì các cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng phân ly độc lập về hai cực của tế bào. Còn ở giảm phân 2 thì từng nhiễm sắc thể kép chỉ dọc ở tâm động thành hai nhiễm sắc thể đơn và phân ly về hai cực của tế bào. Sang đến kỳ cuối, ở lần nguyên phân thì chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể đơn nó nằm gọn trong hai nhân mới được tạo thành với số lượng là 2N nhiễm sắc thể như ở tế bào mẹ. Ở lần giảm phân thứ nhất là các nhiễm sắc thể kép nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng đó là bộ đơn bội, nhưng mà đây là bộ đơn bội kép, N kép. Còn ở lần giảm phân thứ hai thì các nhiễm sắc thể đơn nằm gọn trong nhân mới với số lượng là bộ đơn bội đơn. Tiếp theo là phần 3, đó là bản chất và ý nghĩa của quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Về bản chất,
Nguyên phân là nó giữ nguyên bộ nhiễm sắc thể, nghĩa là hai tế bào con được tạo ra có 2N nhiễm sắc thể giống như tế bào mẹ. Và ý nghĩa của nó là duy trì và ổn định bộ nhiễm sắc thể trong sự lớn lên của cơ thể và những loài sinh sản vô tính. Về giảm phân, bản chất của nó là làm giảm số lượng nhiễm sắc thể đi một nửa. Có nghĩa là các tế bào con này nó được tạo ra có số lượng nhiễm sắc thể chỉ bằng 1/2 bộ nhiễm sắc thể của mẹ. Như vậy ý nghĩa là góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ ở những loài sinh sản hữu tính và tạo ra cái nguồn biến dị tổ hợp. Về thụ tinh là bản chất là kết hợp được hai bộ nhân đơn bội N thành bộ nhân lưỡng bội 2N. Về ý nghĩa là góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ ở những loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp. Chúng ta sang cái nội dung tiếp theo, đó là cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein. Thì về cấu trúc là ADN, đó là chuỗi xoắn kép gồm có 4 loại nucleotide tạo thành, đó là adenine, thymine, guanine và cytosine. Về chức năng là lưu giữ thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền. Còn ARN về cấu trúc nó là chuỗi xoắn đơn, bao gồm 4 loại nu, đó là adenine, uracine, guanine và cytosine. Về chức năng là truyền đạt thông tin di truyền, vận chuyển acid amin, tham gia cấu trúc nên ribosome. Về protein, về cấu trúc của nó là nó có thể có một hoặc là nhiều chuỗi acid amin và nó được cấu tạo bởi hơn 20 loại acid amin khác nhau. Về chức năng là nó cấu trúc nên bộ phận của tế bào này, rồi là enzyme để mà xúc tác cho các quá trình trao đổi chất này, thành phần của hormone điều hòa quá trình trao đổi chất này, rồi vận chuyển cung cấp năng lượng v.v. Nói chung là những cái hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến cái protein. Chúng ta sang cái nội dung thứ 5, đó là các dạng đột biến. Thì đây chúng ta có đột biến gen, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Về khái niệm thì đột biến gen đó là những biến đổi trong cấu trúc của ADN thường tại một điểm nào đó có các dạng là mất thêm thay thế một cặp nu. Về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đó là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể gồm có các dạng đó là mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn. Về đột biến số lượng nhiễm sắc thể thì về khái niệm đó là những biến đổi về số lượng của nhiễm sắc thể trong cái bộ nhiễm sắc thể có thể liên quan tới một số cặp hoặc là cả bộ nhiễm sắc thể. Các dạng đột biến đây chúng ta thấy đó là hiện tượng dị bồi thể, tức là khả năng đột biến liên quan tới một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể thôi, và hiện tượng đa bồi thể đó là sự liên quan đến đột biến của cả cái bộ nhiễm sắc thể nó tăng theo bội số của N. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung phần thứ nhất, đó là hệ thống hóa kiến thức mà chúng ta đã học ở cái phần di truyền và biến dị. Bây giờ chúng ta sang phần 2, cô cũng giải đáp cho các bạn luôn một số câu hỏi ôn tập ở phần này luôn để chúng ta nắm rõ nha. Câu thứ nhất đó là hãy giải sơ đồ ADN, gen, ARN thông tin, protein, tình trạng. Thì cái mối quan hệ này cho thấy ADN thì nó sẽ làm khuôn mẫu để tổng hợp nên ARN thông tin. Rồi ARN thông tin thì chúng ta thấy cái quá trình này là diễn ra trong nhân. Rồi ARN thông tin lại làm khuôn mẫu để tổng hợp nên protein, thì quá trình này lại diễn ra ở chất tế bào. Và protein này sẽ biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. Như vậy bản chất mối quan hệ này chính là trình tự các nu trên mạch khuôn của ADN sẽ quy định trình tự các nu trên cái mạch khuôn của ARN thông tin. Và trình tự các nu trên mặt khuôn của ARN thông tin thì quy định trình tự các acid amin trong cấu trúc bậc 1 của phân tử protein, và từ đó nó sẽ biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. Câu số 2 đó là hãy giải thích cái mối quan hệ kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào sản xuất như thế nào? Thì đây chúng ta thấy là kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Bố mẹ không có truyền đạt cho con cái những cái tính trạng đó là kiểu hình thành sẵn, mà chỉ truyền cho con một cái kiểu gen quy định cái cách phản ứng trước môi trường. Như vậy ở đây chúng ta thấy là các cái tính trạng chất lượng như là các tính trạng về hình dáng này, các tính trạng về hình dáng, màu sắc thì nó phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen. Nó không hoặc là rất ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Còn những cái tính trạng về số lượng mà chúng ta có thể con đo đong đếm, ví dụ như về chiều cao chẳng hạn, rồi về cân nặng thì lại chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường, cho nên nó sẽ biểu hiện rất là khác nhau. Và người ta đã vận dụng những cái hiểu biết về môi trường đối với các tính trạng về số lượng để tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiểu hình phát triển tối đa, nhằm tăng cái năng suất và hạn chế những cái điều kiện ảnh hưởng xấu làm giảm năng suất. Vì sao nghiên cứu di truyền người
Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những cái phương pháp thích hợp? Nêu những cái ưu điểm cơ bản của những cái phương pháp đó thì chúng ta thấy là người có hai cái khó khăn rất là lớn. Thứ nhất đó là sinh sản chậm và đĩ thì rất là ít. Thứ hai là vì lý do xã hội cho nên chúng ta không thể áp dụng những cái phương pháp giống như các loài động vật, ví dụ như lai gây đột biến. Vì vậy người ta đã đưa ra một số cái phương pháp nghiên cứu thích hợp, thông dụng, đơn giản, dễ thực hiện hơn mà hiệu quả lại cao. Đó là phương pháp nghiên cứu phả hệ và trĩ đồng sinh. Như vậy nội dung của cái phương pháp này như sau. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định được đặc điểm di truyền của tính trạng đó. Ví dụ như tính trạng đó là trội hay lặng này, có liên kết với giới tính hay là không liên kết, vân vân. Về phương pháp thứ hai cũng rất là hay được áp dụng, đó là phương pháp nghiên cứu trĩ đồng sinh. Thì phương pháp này giúp ta hiểu rõ cái vai trò của kiểu gen, vai trò của môi trường đối với sự hình thành các cái tính trạng. Nghiên cứu trĩ đồng sinh cùng trứng có thể xác định được tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng nào là chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội. Ở câu số 4 chúng ta thấy là sự hiểu biết về di truyền y học tư vấn có tác dụng gì? Thì ở đây chúng ta thấy là di truyền y học tư vấn là một lĩnh vực mới của di truyền học mà nó kết hợp giữa các cái phương pháp như xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ. Và chức năng của ngành này đó là nó sẽ giúp chúng ta chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật gì di truyền. Câu số 5. Vì sao nói kỹ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại? Thì ở đây chúng ta thấy là kỹ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại vì cái kỹ thuật gen là tập hợp những cái phương pháp tác động định hướng lên ADN. Nó cho phép chuyển thông tin di truyền từ một cá thể của loài này sang cá thể của loài khác. Và trong sản xuất và đời sống thì kỹ thuật gen được ứng dụng để làm gì đây? Chuyển gen này, tạo các chủng vi sinh vật mới này, các động thực vật chuyển gen. Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần thì đưa đến cái thói hoa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống? Thì đây chúng ta thấy là tự thụ phấn và giao phối gần thì đưa đến thói hoa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống, bởi vì chọn giống người ta dùng phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, rồi tạo ra các cái dòng thuần có các cặp gen đồng hợp, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen của từng dòng, phát hiện ra các gen xấu để loại ra khỏi quần thể. Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ? Thì chúng ta thấy là ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ, vì nếu như dùng con lai này F1 này chúng ta làm giống thì ở các cái thế hệ sau qua cái quá trình phân ly để hình thành các giao tử và tổ hợp tự do thì nó sẽ xuất hiện các cái kiểu gen đồng hợp về các cái cặp gen lặng nó có hại và nó sẽ biểu hiện ra kiểu hình gây hại, cho nên nó làm cho ưu thế lai nó giảm xuống. Cái câu này thì dễ hơn trong cái clip trước chúng ta đã học rồi đúng không? Những cái điểm khác nhau của hai cái phương pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể thì đây chúng ta thấy chọn lọc hàng loạt thì cá thể con cháu là gieo chung. Chọn lọc cá thể thì cá thể con cháu là được gieo riêng để đánh giá. Chọn lọc hàng loạt thì chủ yếu là dựa vào kiểu hình. Còn chọn lọc cá thể thì kết hợp chọn lọc kiểu hình với việc kiểm tra được kiểu gen. Về chọn lọc hàng loạt thì đơn giản, dễ làm, ít tốn kém và được áp dụng một cách rộng rãi. Nhưng chọn lọc cá thể thì nó công phu và đặc biệt là phải theo dõi một cách chặt chẽ hơn. Rồi, cái bài học hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Sang cái clip hôm sau là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó là sinh vật và môi trường. Chúc các em học tốt.